Thưa quý vị, từ đêm nay, hoàn lưu mây phía tây của áp thấp nhiệt đới tiếp tục tác động và gây mưa rào và dông trên diện rộng cho suốt dọc từ Quảng Trị trở vào đến khu vực Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Gần sáng và ngày mai, vùng mưa sẽ mở rộng xuống đến cả khu vực Nam Bộ. Trong đó, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm. Các tỉnh Nam Bộ từ đêm nay trở đi cũng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm một đợt, có nơi trên 100mm. Do vẫn còn có mưa và mây nhiều nên nhiệt độ trong ngày mai ở miền Trung chưa tăng nhiều. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ phổ biến vẫn thấp dưới 20 độ. Còn ở Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng chỉ từ 19-22 độ, trời tiếp tục rét. Trong khi ở các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên, nhiệt độ nhỉnh hơn và ở ngưỡng từ 23-25 độ. Còn Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận có mức nhiệt là từ 25-26 độ. Các tỉnh Tây Nguyên mức nhiệt ngày mai cũng khá là thấp, chỉ duy trì trong khoảng từ 21-24 độ, trời rét về đêm. Ngay cả khu vực Nam Bộ do có mưa nhiều gần như suốt cả ngày, vì thế nền nhiệt ngày mai cũng chỉ dao động trong khoảng là từ 28-31 độ. Ở miền Bắc, xu hướng tăng nhiệt cũng bị chững lại vì khoảng gần sáng và ngày mai sẽ lại có thêm một đợt sóng lạnh nữa tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Mức nhiệt thấp nhất cho đêm nay ở hầu khắp các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc vẫn thấp từ 6-9 độ. Sang ngày mai, miền Bắc nhiều mây hơn, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh vùng núi và trung du phổ biến từ 15-18 độ. Trong khi đó, ở vùng đồng bằng, nhiệt độ là từ 19-20 độ. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.